đi xin gỡ lên cao sáng chịu thôi. Nó đến tất cả các bạn trên toàn thế giới. Chào mừng các bạn đến với một cái video tiếp theo của chuỗi series học cấp 3 ở Mỹ. Thì như các bạn đã biết á, học cấp 3 ở Mỹ thì chúng ta có một cái ngày gọi là graduate, gọi là một cái ngày lễ tốt nghiệp của Mỹ, đúng không? Thì là ở Việt Nam cũng có một cái ngày lễ tốt nghiệp, tất cả mọi nơi đều có lễ tốt nghiệp. Như các bạn đã biết hay là xem những bộ phim về cấp 3 ở Mỹ, những cái trường học cấp 3 ở Mỹ, không biết là các bạn có một cái tuổi thơ dữ dội hay không. Khi mà chúng ta còn nhỏ, có một bộ phim của HTV3, đó là bộ phim Cảm Năng Của Ned. Thì cái bộ phim đó là một cái bộ phim mình cảm nhận rằng nó lột tả được đúng với những gì mà hiện tại các trường cấp 3 ở Mỹ và những trường cấp 2, nói chung là giáo dục ở Mỹ, được bộc lộ nhiều nhất qua bộ phim Cảm Năng Của Ned. Như các bạn đã biết thì đối với lễ tốt nghiệp ở Mỹ thì là họ có tạo nên một cái gọi là một cái chiếc nhẫn kỷ niệm cho cái thời cấp 3, một cái thời thanh xuân đẹp đẽ và rất là đơn thuần của chúng ta đó. Bây giờ mình sẽ ngồi đây để cùng các bạn design một cái chiếc nhẫn dành cho chính bản thân mình nha. Như các bạn đang thấy trên màn hình thì đây là một cái thương hiệu gọi là Thorsten, ok, kệ tên thương hiệu người ta, mình không biết đọc. So, and then, cái thương hiệu này hiện tại là cái thương hiệu đang làm về những cái vấn đề về tất cả mọi thứ về lễ tốt nghiệp của hàng năm. Mình không biết, mình không chắc là nó có đang gọi là một cái thương hiệu này có thể thống trị hết tất cả các trường học ở Mỹ hay không, thì mình không biết, mình không dám nói. Nhưng mà cái thương hiệu này hiện tại đang làm việc với trường của mình, và trường của mình cũng đang làm việc với họ để có thể tạo nên một cái buổi tốt nghiệp từ A đến Z, từ tất cả mọi thứ. Mình chỉ tạo một cái chiếc nhẫn để kỷ niệm một cái gọi là cái thanh xuân đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái tên của trường mình vô, hoặc là các bạn có thể vô đây rồi gõ cái tên của cái trường của các bạn vô thì nó sẽ hiện ra. Nhưng mà mình cảm nhận rằng cái hệ thống này nó có thể tìm được tất cả mọi thứ ngoại trường trên đất Mỹ, mà phải tìm đủ tên nha, từ tên ấy luôn chứ không phải tên bình thường, tên nói ngắn gọn nha, đủ tên luôn thì nó mới ra. Thì đây, Jam Martin High School là trường của mình. Bình thường hiện người ta nói là Martin High School hoặc là Martin, nó thì là Arlington, Texas. Rồi nhấn vô. Bây giờ đó, đây là những cái gọi là những chiếc nhẫn mẫu. Thì ở đây giá của nó là 375 đồng, là chỉ là chiếc nhẫn và bao gồm design, bao gồm design dành cho các bạn. Các bạn có thể design trên đây và các bạn đến nơi các bạn lấy thôi. Đây, thì bây giờ mình sẽ lựa và tìm một cái chiếc nhẫn, tìm mẫu mã, rất là nhiều mẫu mã nha các bạn. Các bạn có thể research và có thể tìm hiểu những cái mẫu mã nào các bạn thích. Thì trước đó là mình đã tìm được một mẫu rồi. Thì đây, cái mẫu này mình cảm nhận cái mẫu này nó vừa cái tầm túi tiền đó các bạn. Những cái mẫu như thế này nè, nó ngầu quá đó, mình muốn cái gì đó đơn giản thôi. Thì những mẫu này ngầu quá thì là mình cũng chưa có được ngầu lắm, nhưng mà chủ yếu là kỷ niệm thôi. Đây, mình chọn được cái mẫu cái này đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhấp vô. Cái vấn đề đầu tiên á, thì là chúng ta sẽ chọn cái viên đá nào đó. Thì chúng ta có thể chọn cái này. Ủa, đâu rồi nó? Thì ở trên màn hình bên tay trái nó sẽ hiện cho chúng ta và nó sẽ đổi liền cho chúng ta luôn. Nó rất là hay, là mình thích, là mình thích cái đó. Thì chúng ta sẽ có thể design được riêng cho mình và mình sẽ thấy được kết quả liền luôn. Từng bước mình thấy được kết quả liền. Mình rất là thích cái kiểu này. Các bạn chọn rồi các bạn muốn thử, các bạn cứ thể bỏ thêm vô rồi các bạn thấy là ừ cái này hợp, cái kia hợp hay không. Để mình thử Golden Sapphire. Đó, cái này cũng được. Đó. Rồi xong, đi bước tiếp theo. Này. Đó. Ở đây thì nó có thể nói là ở cái chỗ này nè, cái chỗ 2021 này nè, có thể là để cái năm mà graduation, là để cái năm tốt nghiệp, hoặc là có thể custom test là bỏ một cái tên nào. Bây giờ mình muốn là để cái năm của generation. Đó. Nhưng mà cái năm này, tại hiện tại là nó đang mặc định là làm cho năm 2021, nhưng mà các bạn có thể làm cho năm 2020 để các bạn níu cái chút tuổi thơ đó các bạn. Nó thì bây giờ mình vẫn thay được 2020.
thì nó vẫn hiện cho 2020, nó đừng có sợ. Ví dụ các bạn, ví dụ mình sinh năm 2002, mình để năm 2002 thì nó cũng vẫn chạy cho mình 2002 luôn. Nhưng mà bây giờ mình 21 thì mình vẫn để 21. So mình sẽ sang bước tiếp theo, đó chính là mình chọn cái hình nào đó. Những cái hình này gọi là những cái hình nó quen thuộc và nó có một cái ý nghĩa riêng. Ví dụ như cái máy chụp hình này thì là chúng ta ở cấp 3 chúng ta chọn cái photographer chẳng hạn, photography, thì chúng ta có thể bỏ vô đây để chúng ta kỷ niệm rồi này nọ. Thì đó, ở đây là animal, rồi những cái ngôi sao, những cái cung hoàng đạo, rồi band, rồi artist, rồi anything. Hoặc là chúng ta có thể bỏ chữ nữa, mình rất thích bỏ chữ. Đây thì chúng ta có thể bỏ chữ một like hoặc bỏ chữ hai like. Bây giờ mình muốn bỏ chữ hai like nha. Như các bạn đã biết đó, thì mình học từ ở cấp 3 Việt Nam, mình đã học được 2 năm cấp 3 Việt Nam rồi, mình qua đây mình học tiếp cấp 3, thì cấp 3 của mình khá là dài và mình muốn, tại mình vẫn chưa tốt nghiệp được cấp 3 ở Việt Nam, và mình muốn một cái gì đó nó lưu lại một cái kỷ niệm nhất định trên một cái vật nhắc lại kỷ niệm này. Thì mình muốn là bỏ cái tên trường của mình và cái khóa của mình năm mình tốt nghiệp của năm ở trường Việt Nam đó. Thì là bây giờ mình sẽ bỏ chữ Trương Định nha. Chữ Trương Định, chữ Trương nó viết nhiều quá không có đủ. Bây giờ chúng ta sẽ xuống hàng, mình phải khôn khéo, mình phải tính toán khôn khéo. Trên màn hình nhảy chữ Trương Định rồi đúng không? Đó, bây giờ thêm cái khóa của mình nữa. Khóa của mình là khóa 59. Nó ra liền, ta sẽ có được chữ Trương Định khóa 59 rồi. Chúng ta đã có một cái kỷ niệm gì đó rồi. Không cần các bạn phải luôn theo dõi mình là phải làm giống y chang mình. Nhưng đây là của các bạn, đây là kỷ niệm của bạn, đây là thanh xuân của bạn. Các bạn sẽ có những cái cung bậc cảm xúc trong cái khoảng thời thanh xuân đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta, để các bạn có thể mà những cái kỷ niệm các bạn muốn bỏ lên một chiếc nhẫn như thế này, để các bạn có thể tạo nên một cái gì đó gọi là kỷ niệm. Thì ở đây, ở bên đây mình đã để cái trường, tên trường của trường Việt Nam mình rồi, thì thôi bên đây mình để cái tên trường của trường ở Mỹ đi. Tại ở đây như các bạn đã thấy á, lúc mới đầu mình nhấp vô đây thì là 325 đồng, là màu đen thôi. Nó vẫn hỏi mình là có muốn đổi hay không, đổi cái viền ngoài cho nó sang lên chút. Nó ví dụ mình đổi màu vàng đi, nó màu xanh với màu vàng nó sang lên liền, thấy không? Sang lên thì là 450. Mình muốn đổi sang màu đen kia. Đó, màu đen thì là được 300, vẫn 325 đồng, không có đổi, chỉ đổi cái viền thôi các bạn. Tiếp theo nữa thì là người ta sẽ custom ở trong đây, ở trong cái viền ở trong của cái nhẫn á. Thì là bây giờ nó sẽ có một like, hai like, hoặc là không không cần bỏ gì ở trong luôn. Thì mình muốn bỏ ở trong, mình muốn bỏ ở trong một cái gì đó, mình sẽ để full tên mình đi. Đó, Nguyễn Phúc Thịnh 2762 là cái ngày tháng năm sinh của mình. Rồi ở dưới mình muốn đó, ở dưới mình muốn để graduation 2021. Biết làm sao không các bạn, phi mà làm mấy cái này miễn phí, mà mình đã cái tiền mà các bạn đi, cái lúc mà các bạn design á, là cái tiền nó đã tính trong cái khoản này rồi, nên là cứ thoải mái mà phải sử dụng hết, không có cần cái gì mà phải bỏ cái này mình không cần đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn không cần thì bạn cũng không cần làm đâu ha. Đó, thì mình phải trắng từng đồng từng cắt nó, rồi mình nát nó, rồi nó hỏi là mình có cần bỏ vô cái hộp hay không. Thì cái hộp này nó có cái kiến ở trên này nè, nhìn cho nó sang đó các bạn. Nhưng mà mình không cần đâu. Muốn thêm hộp thì 25 đồng. Đây, nhắm 25 đồng thì nó lên 350 tới giờ. Ring size thì mình cảm nhận là mình đã đi đo trước rồi, thì là mình đã đo ở size 6. Mình đo ở size 6 thì các bạn hãy tìm cái thương hiệu này ở gần nơi, gần nhất cái nơi các bạn sống, để các bạn tới các bạn đo cái size, xong rồi họ sẽ làm cho các bạn luôn. Nó không không ý nói chung là làm là nó ghi, họ sẽ ghi trên hồ sơ của các bạn á. Thì ở đây họ nói là bảo hành 10 năm thêm 20 đồng. Mà các bạn nghĩ đi, những cái gì kỷ niệm á, thì nó sẽ cũ dần theo thời gian. Thì là những cái gì cũ á, thì nó sẽ đi liền với cái ý nghĩa là kỷ niệm. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem được một đoạn khi mà mình đến cái nơi đó làm việc như thế nào nhé, và cái khoảng thời gian mà mình, nói chung là coi tiếp video, cái video này hơi dài ha.
Hey, và bây giờ mình đã đăng ký và order được một cái ring cho ngày tổng kết, cũng như là một thứ gì đó để lại kỷ niệm của một thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đợi tới 6 tuần nhé. Mình thì đợi tới 6 tuần, nhưng mà các bạn chỉ đợi chưa tới 6 giây thôi. Yeah, và bây giờ sau một cái khoảng thời gian mà mình chờ đợi quá lâu và quá mất tiền, thì bây giờ mình đã cầm được trên tay chiếc nhẫn tốt nghiệp, một cái món quà đánh dấu cột mốc của thời học sinh. Nó như một cái truyền thông dành cho tốt nghiệp của học sinh đó. Thì là đối với chiếc nhẫn này thì mình cảm nhận ở đây là những cái với những chi tiết được điêu khắc theo cái sự thiết kế riêng của các bạn về chiếc nhẫn, về ý nghĩa ở trên chiếc nhẫn đó, những cái detail, những cái design ở trên một chiếc nhẫn, những cái tấm hình, những cái chiếc nhẫn, những cái chữ trên đó đều mang một cái ý nghĩa riêng về một câu chuyện về thời cấp 3 của các bạn. Điển hình như cái việc là ở Việt Nam thì là sẽ nhận được một cái huy hiệu khóa năm 2017 cho đến năm 2020, đó là đánh dấu cột mốc 3 năm của thời cấp 3. Đây, chiếc nhẫn thì cũng như là một cái huy hiệu được đánh dấu cột mốc riêng về cái thời cấp 3 của họ, nhưng mà họ được cái sự tự thiết kế cho cái chiếc nhẫn của mình, cho cái huy hiệu của mình. Và trên chiếc nhẫn đó sẽ mang nhiều ý nghĩa đặc trưng và những câu chuyện riêng của họ.